Xin chào mọi người, đã quay trở lại kênh của mình đi Hùng. Mình là Gia Phú. Và để xem coi khả năng chịu đựng của anh Phú là được bao nhiêu tô. Thứ hai á, là mình cũng muốn ví dụ như mọi người xem cái clip của mình thì mọi người sẽ biết một quán ăn một ngày đúng không? Nhưng mà nếu như mọi người biết đến kênh của anh Phú nữa thì mọi người sẽ biết được một ngày tới hai quán ăn. Lúc đó thì mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho cái quyết định ăn uống của mình ha. Rồi thì không nói nhiều nữa, mình sẽ giới thiệu quán ăn cho mọi người. Hôm nay mình đang có mặt ở quán Đông Hưng. Địa chỉ là số, mọi người thấy nha, 1B nè, 1C, 1D. Có tới 3 số lượt nha mọi người. Ở đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Quán này rất là nổi tiếng. Tụi mình là cũng ở gần cái khu này nè. Tụi mình ăn ở đây rất là nhiều. Thì quán này nó bán phong cách giống như là người Hoa vậy đó mọi người. Giờ mình sẽ cùng vào trong quán đó mình kêu tại vì mình cũng chưa biết khả năng ăn của anh Phú là bao nhiêu tô, cho nên chắc là mình sẽ kêu tầm 6. Kêu chẳng đi, 10 tô đi. Phải 10 đi. Em tính kêu là 7 tô thôi. Để mình vào trong nó coi sao rồi xếp ha. Okay. Đang đi đừng có anh Phú lần đầu mới đến mà đừng có làm hồi hộp quá. Đi bữa nay là sao chú? Xác định bữa nay chắc mời xác rồi. 10 tô là có con trôi ăn. Đường đây là lưỡi bắn bít nha mấy bạn. Dạ, chào cô. Dạ, cô chắc là chủ quán đúng không? Quán Đông Hưng. Dạ, cô cho con hỏi là quán mình hoạt động ở đây lâu chưa cô? Mấy năm rồi con. Mấy năm rồi hả? Dạ. Quán mình con thấy kiểu như phong cách cũng của hơi hướng của người Hoa hả cô? Đúng rồi. Dạ rồi. Thì quán mình hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? 3 giờ đến 11 rưỡi tối rồi. 3 giờ 11 rưỡi tối. 30. Thì bây giờ con thấy quán mình cũng có vẻ là hơi đông rồi đó. Nhưng mà chắc là cũng chưa có đông lắm hả cô? Vậy thì cô mới có thời gian để cô tiếp con. Thì hôm nay con đến quán là cũng muốn thử thách về ẩm thực. Thì cô cho con hỏi quán mình bán những món nào và giá của nó là tầm bao nhiêu ạ? Món của cô bán hơi ngon và đặc sắc thôi là menu ra. Cô lấy menu ra đúng không? Đây nha mọi người. Thì đây nha, hoành thánh xá xíu. Thì thường người ta hay ăn những món nào vậy ạ? Mì gà với mấy món tiềm. Mọi người mình thấy giá đây cũng rất là phải chăng nha. Hủ tiếu mì dạ cũng 28, 30, 35. Có những cái mà nó đặc biệt thì nó mới là 40 thôi nè mọi người. Còn đây bên đây là những cái món tiềm. Ok, vậy thì bây giờ con sẽ kêu cô chắc cũng 7 phần đi. Thì con sẽ tham khảo cái menu. Cô trúng mánh rồi. Bây giờ con sẽ tham khảo cái menu của cô rồi con gọi món nha. 1 hour later. Mọi người sau một khoảng thời gian tham khảo thì mình đã chọn ra được món rồi nha. Cô cầm giùm con đi cô. Thì ở bên hủ tiếu mì á, mình sẽ chọn các món là bò viên, đùi gà quay, rồi sủi cảo, bắp bò và xí quách. Đó là 5 tô hủ tiếu mì. Còn bên các món tiềm á, thì mình thấy cái món bao tử tiềm với lại bắp bò hầm tiêu là đặc biệt nè. Nên mình sẽ kêu hai phần này nữa nha. Vậy là cô làm giùm con 7 phần. Hân hạnh quá. Dạ cảm ơn cô. A few moments later. Rồi quá.
2, 1, bắt đầu. Rồi, anh Phú, anh sẵn sàng chưa? Mọi người thì mình thấy ở đây mới đầu đến ăn thì cũng thấy ít thôi, nên mình kêu 7 phần, nhưng mà hôm nay ra thì thật sự là rất là nhiều nha mọi người. Nên mình với anh Phú đang có chút lo lắng anh Phú. Nãy giờ hủ tiếu anh đỡ. Thôi bây giờ mình làm liền cái Phú ăn. Không phải chuẩn bị chưa? Ok. Mọi người món gì chứ hả? Đây súp lớn á. Bà bơ lại. Chắc mình giới thiệu sơ cho mọi người nha. Đây nè. Cái này là món phá lẩu. Phá lẩu. Phá lẩu á. Còn cái này là món đuôi bò hả? Đuôi bò hầm. Đây cái đuôi nè. Bắt nha. Bắt ngon quá trời. Giống biếm quá. Cái đuôi mà bên đây là đùi gà quay. Đùi gà quay hấp chi nè. Còn cái này là xíu quách nè, xíu quách là mình sẽ ăn với hủ tiếu mì. À, cái đùi gà quay này mình cũng ăn với cái nước á. Cái nước này là khô á mọi người, khô. Còn cái này là hủ tiếu mì bầu viên. Bên đây là hủ tiếu mì sủi cảo. Ok, còn là cuối cùng nha. Rồi, đố mọi người biết món gì? Để mình không nhớ hồi nãy giờ là món gì. Cái bao tử á. Bao tử á. À bao tử. Bao tử hầm. Bao tử mọi người. Đây. Đó. Rồi, cái này ngon nha, có táo ta, có cũng có những cái gì cũng bắt có. Dạ dạ dạ. Bao tử nè. Rồi bây giờ thì mọi người sẵn sàng chưa? 3 2 1 bắt đầu. Giờ bắt đầu rồi. Rồi mọi người nha. Nãy là miền Tây. Rồi. Chúng tôi đã thấy qua vàng thịt có xanh. Nè vàng nè xanh. Thì trước giờ anh Phú cũng chỉ là ăn review 1-2 món à. Nhưng mà hôm nay thử coi khả năng anh Phú ăn của anh Phú là như thế nào. Có câu là nhập giá tùy tục đúng không? Giống 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 phải chiếm sức mạnh siêu nhiên. Kêu gọi các chiến binh không mà khi đi có anh mèo á. Hôm nay không có anh mèo nên giờ kêu gọi tới được chi nhiên. Hôm nay có anh gì? Đây có anh Hùng, anh Hùng cứu Minh Anh. Bình thường có anh mèo, là có anh hồng neo. Cháy đồng hồn. Thấy cục sữa cảo của nó mọi người. Bên trong nó vừa có thịt vừa có tôm. Và cái vị của nó rất là vừa. Mà thịt nhiều lắm nha. Ở bờ. Thịt nhiều lắm. Còn cái nước lèo thì nó ngọt anh Phú, nước lèo cũng ngọt lắm luôn á. Nước lèo ngọt thanh. Dạ. Phú cảm nhận như thế nào? Lèo. Nước lèo nó ngọt thanh nhưng mà như là đối với anh như là nó hơi có một xíu mặn mặn. Với khẩu vị của anh. Tại vì nó có cải á. Thì mình sẽ để nước vào bên. Cái này chắc để cho anh Phú á. Cái này hả? Yeah. Mà cái này cho Hùng rồi đó. Ừ, cái này ba tử để Hùng quốc cho. Không phải mình sang sẻ đâu. Sao cái này là phá lấu á đó. Phá lấu mà thấy nước nó không có màu đỏ hả? Đỏ đỏ không có gì. Không, cái này là hủ tiếu phá lấu á. Hủ tiếu phá lấu. Nó lạ. Đúng mà mì á. Ồ, cái này giống như cái lớp thịt đầu nè. Thịt đầu. Đầu heo á. Lưỡi như tay á. Cái đầu ôi trời ơi quá vậy. Sống hả mày? Còn sống. Ngon quá. Nhìn cái thịt là thấy nó mềm nhũn luôn rồi đó. Mày lấy cái giò hoặc là cái móng á bỏ vô được. Nó mới đúng bài. Em biết cái đó là của bò gọi là gì không? Dựng á. Dựng bò à. Mà cái món này ăn là phải uống hết nước nè. Đúng rồi, nó sẽ nó nằm trong cái nước nè. Còn bị bỏ. Tìm nó ra. Đây là phá lấu này nè. Dạ. Hấp nướng chắc để sau quá. Để sau đi. Nếu món là này á mọi người, mình thấy khi mình ăn vào là mình nghe luôn cái mùi phá lấu luôn. Giống như là mình đang tưởng tượng mình ăn với bánh mì phá lấu vậy á. Nhưng mà thật ra là hủ tiếu mì phá lấu. Có bánh quả nè. Có nghĩa Hùng ăn Hùng cảm nhận đầu lỗ tai nghe. Cái này giống như đang ăn nấm đông cô mà sao nhỏ quá ha. Nhỏ. Có táo tàu không anh? Có, chắc có táo tàu. Chắc có táo tàu nữa. Nhưng mà ở đây Việt Nam chắc không có đâu. Có. Đây táo tàu. Có. Đó là táo là đi. Táo tàu phải combo mà. Táo tàu phải táo mèo không?
táo tàu phải táo mèo không? Táo mèo. Có táo mèo không ta? Có táo mèo á. À, táo mèo nó to hơn đúng không? Táo mèo nó to hơn. Em món mấy cái này á, thích ăn mấy cái này hả? Ăn nó giống như qua lan. Em thì em nghĩ là cái miếng gừng. Không, có lúc loi đôi khi lại lộn với giống miếng gừng mà coi những cái nó giống như qua lan. Ôi cái đuôi nè. Đuôi. Nhiều nãy nè, nhiều ta. 55 không ta? 55 à? 55. Rẻ hơn. Nó có dai không anh? Còn độ dai không? Mà để tìm cái phần ở ngoài á. Sầm. Còn ra á. Ý là nó vẫn còn độ dai. Do là khi mình cắn vào á thì qua lớp da thì nó sẽ cảm nhận được cái vị bò mềm ở trong. Cái gì lão ăn được rồi. Là quá rồi. Giống như cái gì vậy? Rễ chanh hay gì mà. Cái này anh chưa thấy bao giờ. Quế là gì không? Quế hả? Cái này là em nghĩ đến gỗ. Lấy đồ lao. Gỗ mà gỗ quý thấp nha. Không. Ở chỗ anh là chỗ làm xúc xích đó là cái mạc cơ nó bị đốt lên đó. Hai con. Con sẽ chọn cái gì đây? Thôi mình ăn cái này đi. Bao tử đi. Lát mình ăn cái này. Ok. Bao tử. Cái này. Đó. Nước ngon lắm chung. Nước quá. Dạ dạ. Đó, còn như đây mọi người. Đây là anh giao lưu nha. Giao lưu nhẹ nhàng. Sau mình wow. Sẽ ăn với người khác. Là không có giao lưu nữa đâu. Ồ, mùi thuốc không à? Mùi thuốc mát á. Anh này là anh giao lưu á. Với tại với anh Hồng á ha. Xong là anh giao thông luôn. Cũ này cũ gì anh cũ? Đây là Hoài Sơn, nhiều thứ á. À. Anh không nhớ được. Này ăn được không ta? Thử đi. Ê, mềm mềm mà nó đắng á. Nó hơi đắng á. Chấm muối chua chanh á. Có măng hả? Có măng. Không, có măng. Có quá trời quá. Có nhiều món, có nhiều món chua chua đó, trời ơi, tùm lum mùi luôn á. Cũng đáng giả tật. Nó bỏ. Giờ mình có vợ, có con rồi. Dạ. Nó bổ sung ra nó. Phải. Nhưng mà em dư sức, em dư rồi nên không ăn đâu. Em dư rồi. À, cái món này ở bao tử á, nó dài. Nó không có quá giòn, nó dài. Và nó đắng nha. Cái này á, bạn nào mà thích ăn đắng mới kêu được. Còn nếu không ăn đắng là nếu mà nó đắng cái vị đầu á thì em sẽ có cái vị ngọt á. Cái đầu sao? Của em thì em ăn chung này sẽ cảm nhận được cái vị ngọt hậu. Lấy cái rồi, leo lên canh rồi nha, canh tim rồi đó. Wow. Đây. Nó xương xương cái bụng rồi đó. Xương xương, xương xương. Xương là cũng mình hết rồi. Nè, xương là tới xương. Táo tàu, nấm đông cô. Anh nhìn nó dính lại giống cái gì không anh? Mì tôm lợn dính lại anh. Thì đa phần mấy cái mì khô mình ăn liền nó rời để bác hỏi đi chưa? Không mua nhẹ. Dạ đúng rồi, mình phải ăn cái này để mình đổi ra để mình nhìn cho dễ. Bây giờ anh Phú ở chưa ta? Bây giờ chưa là mở ra thì mình có thể ăn được. Chị là nguy hiểm á hả? Đang trong vòng nguy hiểm. Sợ nó khó tiêu thôi. Khó tiêu nó căng căng. Ăn ba cái dầu mỡ mà không mỡ được nó khó tiêu. Rồi em ăn uống cái nước có gà. Tình hơi ăn uống cái gà mà sợ lấy. Có gà. Wow, cái nước này cay quá ta. Nãy không lấy cay, giờ thấy cay quá. Cho mời con chồng thì khách mời mới ăn trong vòng 23. Ba phút rồi. Quá trời nước luôn anh. Nhiều quá. Ôi. Cái gì tính ra cái bữa này là này to luôn á. Khó chứ nhiều lắm. Anh nhìn cái hũ đó, nhìn cái hũ đó anh lại nhớ tới sự tích đó. Tích gì? Thiên linh cái. Thiên linh cái. Thầy hai tuần. Thầy hai tuần.
hai người đồng người thì ổn thế bây giờ chặt đầu chuột một ngàn cái đầu con chuột sẽ luyện được cái bùa thiên linh cái, mà chuột là phải là chuột cái nó luyện chuột được. Chuột hãy liên hệ BT Huy, BT Huy có dạng nào hết bắn chuột khó có dữ vậy hả? Bắn chuột ở nhà không á, học với được ăn chuột. Thầy hồi trước đây mới đọc cái bài viết gì vậy? bây giờ mấy con nhám bây giờ nó thành tinh rồi, sau này mấy cái giống sau nó đẻ ra có chết dán đất thích nghi được, với lại mấy cái tự dán đất đất dán đất có luôn, nó bất tử, nó kháng tự mấy bài mới là muốn xịt nhám với lại cũng thiệt. Thôi đọc lên là chết rồi, bây giờ là chị dùng dép tập thôi. Nhưng mà người ta nói là dùng dép tập á thì cái gì mà nó biến trùng nó bay ra nó sẽ hai mọi người ảnh hưởng sức khỏe. Mọi người biết tại sao thanh niên cho quan tâm đến vấn đề đó? Thanh niên cho sợ gián. Hồi xưa mình đi học á, bài đó ai thèm quan tâm thì làm cả đi, cả đi. Thanh niên cho sợ gián. Đó. Trời quá. Quay nữa trời. Ôi. Cái gì ạ? Dùng quá lụm. À. Mà nhất tiền ai sợ gián. Phải đàn ai. Thanh niên đưa mấy con chuột lên. Mấy thằng đẹp nhắc gián nhắc chuột. Phải không ạ? Đúng rồi. Thích gián nó chuột. Trời ơi. Cuối thử thử đánh sức chịu đựng luôn à. Thôi cái này chắc ăn sâu quá nó, thật sự nha, do mình không quen, mình cứ nghĩ là có món bao tử dễ ăn, nhưng mà cái bị bắt của nó, thuốc bắt nó khó ăn lắm. Tiệm thuốc bắt là em không quen, khó ăn không quen, khó ăn thật. Sợ nhất là lúc ăn no mà ăn mấy những cái cải gì nhai, cái thứ nhất là nhai là một, cái thứ hai là những cái cộng nè, nó lo nó kiều kiều nhẹ nhẹ như cái này nó tạo cảm giác khó chịu. Giống trời không? Đó là ăn với chơi rồi đó, bởi vì với chơi là hơi bị cân á. Hôm nay ăn với Hùng là giao hữu thôi. Sao ăn với chơi là giao gì giao phố. Thôi. Giao hợp. Giao hợp. Giao lưu và hợp tác. À. Mới lên tới trời nha. À. Đừng có qua giao tích cực. Đừng có qua giao phay. Giao phay. Thế vậy thì theo nghĩa của anh Phú thì giao phối nó cũng đâu có gì đâu. Giao phối là giao lưu và phối hợp. Đúng rồi. Đúng rồi. Đại hợp cái kỹ xấu. Đúng không? Để cái đó. Những con người thiện lành. Thiện lành trong sáng. Cứ giao môi là được rồi. Giao môi là giao lưới rồi. Giao bôi. Giao bôi là giao môi. Rồi, thuộc hết rồi. Không rôm đóng nước à. Mày không có được đâu con trai à. Tobi không thành yêu. Mày không lại lại rồi đó. Đó, biểu diễn rồi. Biểu diễn rồi. Mày không có được đâu con trai. Hay quá, chết rồi. Thì khách hết lượt lượt này tới lượt khác của ông đó. Bán quán bán đông lắm, mình đây chủ nhật nữa. Mấy tô nước này sợ sợ. Sợ không? Khóc lắm. Tập trên giường, tập đường nha, nhiều bài tập giường. Đúng rồi.
bài plan á, tập trên trường có đã đâu dù nhỏ. Nè, tập plan list nè. Nè. Bao nhiêu phút không? 1 phút. 1 phút. 1 phút. Plan. Cái plan đó tập tốt lắm, không cần tập được đâu. Chỉ cần giữ thôi. Plan tầm 1 phút. Vậy là hôm qua chơi 6 lần. Chơi 6 phút. 6 phút. Ghê. Cạn chén nè. Vô, mời Huynh. Mời Huynh, ta mời Huynh. Rồi, ok. Đã tô cạn nước. Anh cứ từ từ thôi, anh đồ dồn vô liền thì nó cạn á. Cứ từ từ. Hết cương cạn nhớ này là hết tô cạn nước nha. Hết tình còn nghĩa, hết nghĩa còn trang. Từ từ thôi, cố rồi. Từ từ, từ từ, từ từ. Cái nước bây giờ nó cũng đang ngủ vậy đó. Hút nó không có còn nhẹ nhàng khoan thai. Để chắc thua rồi, không hấp nổi nữa. Thôi không nổi thôi anh. Không, lần đầu tiên anh, lần đầu tiên anh nghĩ là quá thử thách sức mình rồi. Thế mà hấp nữa là hò tới đâu luôn chứ mà tới hò Bến Tre, Đồng Tháp. Hôm nay anh còn xa nữa. Giờ thì nay anh Phú cũng đến tìm thử thách đúng không? Cho nên mình cũng sân nhà, vì mình gánh giùm anh Phú. À, còn trong không chấp nhận là để nước trong tô đúng không? Đúng rồi. Ok. Để mình. Ờ. Anh rồi. Nè, nãy giờ anh em mà khùng hả? Không sao, để em gánh giùm vậy. Bị lắm. Cái gì đâu? Rồi. Khùng nó kiểu như nó là sân nhà á. Nó muốn giúp đỡ cho anh Phú để tiết mục của mình nó hoàn thành trọn vẹn á. Anh đưa cái ngay dưới nhà đá cho bọn người đi. Cái này giống như là cách nấu bằng thề á. Rồi. Không, cách nấu bằng thề. Rồi. Anh em. Ồ. Thì anh Phú cũng nhiệt tình ăn ba bốn phần. Thì mình cũng phải nhiệt tình lại với anh Phú ha mọi người. Mình thấy hôm nay anh Phú tham gia với kênh thì rất nhiệt tình nha các bạn. Chưa kể là khi anh Phú tham gia nó có những cái phần đấu hài á. Thì các bạn nào thích kênh của bên mình thì cũng ghé qua ủng hộ kênh của anh Phú luôn. Đúng rồi, kéo súp cho anh Phú. Kéo súp luôn. Em muốn mình đủ với bạn ăn súp luôn ha. Rồi, hỗ trợ nhau. Đúng rồi. Sẽ có một ngày tới lại rủ Hùng qua bên kênh Phú. Đúng, đúng rồi, nhất trí. Nếu mà bạn nào đồng ý thì hãy để lại bình luận với comment nha. Yeah. Mình sẽ một ngày đó sẽ ghé thăm anh Phú cũng giống như hôm nay anh Phú ghé thăm mình. Thì mình cũng xin nhận xét. Thứ nhất là bạn muốn ăn đi. Ở đây là mình thấy rất là đa dạng, menu là có rất là nhiều món. Các bạn có thể lựa những món mình thích, đặc biệt là có các món như bên tiềm. Các món tiềm á, thuốc bắp, đồ này kia, ngà ác nè, mì bình tiềm, rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó chỉ thích hợp với bạn nào mà biết ăn thôi. Mình nghĩ bạn nào không biết ăn thì không nên. Đúng rồi, cái vị ở đây nó cũng sẽ chưa có phần qua để mà gọi là là để phù hợp điều gì rồi đó. Nếu mà đúng nữa ạ, nó sẽ đánh nữa đó. Vậy nên rồi còn và các đồ ăn thì đa dạng ha, nước lèo rất là ngọt và cũng hơi mặn về sau thôi, về sau để lâu thì nó hơi sắc lại, hơi mặn sắc xuống. Nhưng mà nhìn chung là ngon, giá thành cũng rẻ, vị trí cũng nằm ở nơi rất là thuận lợi, đầu đường Lê Văn Hích với lại Độc Lập. Các bạn quẹo từ Lê Văn Hích quẹo vào Độc Lập là nằm bên tay trái không ha, rất là ok. Anh Phú có nhận xét gì không muốn ăn? Nói chung là em hợp khẩu vị. Nhìn trước thì như em nói rồi đó thì chỉ hơi xíu thôi. Còn lại thì quá ok là giá mức giá tiền thì hợp lý. Thì như vậy mà nãy giờ mọi người này có những giây phút thú vị và thư giãn. Rồi. Bởi vì sẽ có thì bỏ qua. Rồi. Thì bữa nay là coi như là Hoàng đi qua đây qua làm thí nghiệm. Thì như mình cũng chia sẻ lúc đầu clip ha, mình làm clip này cũng đã muốn nhất là giao lưu ẩm thực với anh Phú, thứ hai là để mọi người biết đến kênh của anh Phú, như là biết đến thêm một
nhiều món ăn nữa ha. Mình không chưa đủ đó, mình biết ra thành phố thì rất nhiều món ăn. Nếu như bạn nào mà không muốn, không biết là phải đâu ăn á, thì các bạn có thể vào kênh mình cũng như anh Phú để tìm những cái món nào phù hợp để mình đi ha mọi người. Hả? Cảm ơn tất cả mọi người và các bạn đã xem đến bây giờ. Và cảm ơn Phú ngày hôm nay đã mời anh đến tham gia với mọi người. Dạ. Đây em Phú Travel. À, bắt tay. Dạ, cảm ơn anh Phú. Rồi, tụi mình có một cái fanpage trên Facebook. Nếu như mọi người yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện minigame hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả và clip của mình cũng sẽ được post tại đây. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ nhiều người khác cùng xem. Sắp tới nhiều các bạn có bất cứ thử thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho mọi người cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.